Shipper có pha ship hàng chớp nhoáng, dân mạng nghi ngờ đơn 1k lại còn free ship đi mà. Trong đoạn clip, anh shipper đến trước một ngôi nhà nhưng có lẽ khách vắng nhà, thế là anh shipper phi thẳng hai gói hàng vào trong nhà để đỡ mất công quay lại. Một pha ship hàng đẳng cấp, nhanh gọn, dứt khoát, không biết hàng bên trong là gì mà anh shipper tự tin ném như thế. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đồng thời nhận được nhiều ý kiến trái chiều ở bên dưới. Rất nhiều người cho rằng việc ném hàng hóa của khách như vậy thể hiện sự thiếu cẩn thận của các nhân viên giao hàng. Tuy nhiên cũng có dân mạng hài hước nói rằng chắc hẳn đây là đơn săn sale 1.000 đồng nè, lại còn free ship thảo nào. Tuy nhiên lại có một vài ý kiến cho rằng không nên đánh giá sự việc chỉ qua đoạn clip như vậy. Có khi là anh shipper đã quá quen mặt với chủ nhà này rồi, đồng thời cũng được sự đồng ý của chủ nhà từ trước nên mới làm thế. Một số dân mạng để lại bình luận: khi xăng đắt đỏ nhưng lại phải ship đơn không đồng. Bình thường thôi, đơn 1.000 đồng mà chuyển khoản khách kêu ném thì ném chứ làm sao. Đồ quần áo thì ném có làm sao đâu. Shipper này chắc thành bạn thân của chủ nhà rồi, hỏng chừng là nhà người yêu cũ đó mọi người ạ. Y hệt nhà mình, anh ship đã quen mặt luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.